For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Hợp tác xây dựng chỉ số đổi mới sáng tạo ngành của Việt Nam. Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học VinUni cùng phát triển bộ công cụ đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo ngành. Nội dung được nêu trong bản ký hợp tác hai bên chiều 21 tháng 12 tại Hà Nội. Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ triển khai 3 nội dung chính: tăng cường các khóa đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực quản lý khoa học công nghệ, xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo cho các ngành lĩnh vực, triển khai giải pháp công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết, thời gian qua, nhiều hoạt động thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ dựa trên đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế xã hội được triển khai. Muốn đo lường kết quả, cần có mô hình hóa và đo lường thông qua các chỉ số, từ đó có cơ sở cho các chỉ đạo, điều chỉnh chính sách. Thứ trưởng nhìn nhận đánh giá năng lực, thực trạng, nhất là các ngành quan trọng, có nguy cơ cạnh tranh, khó phát triển hay có cơ hội là cần thiết, nhằm có chính sách điều chỉnh cải thiện, nâng cao năng suất, cạnh tranh. Do đó, cần có các chỉ số chỉ tiêu đánh giá năng lực ở cấp độ ngành, lĩnh vực, từ nông nghiệp, du lịch, dệt may. Ông đánh giá, việc xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo ngành sẽ là công cụ thiết thực cho các bộ, ngành, nhà quản lý, hoạch định chính sách, doanh nghiệp, nhìn ra thực trạng các ngành để có biện pháp ứng xử. Đây cũng là bộ công cụ để các nhà đầu tư trong nước và quốc tế hình dung về bức tranh, định hướng chiến lược và giải pháp đầu tư. Ngay sau lễ ký kết, hai bên đã khởi động dự án phát triển chỉ số đổi mới sáng tạo ngành Việt Nam. Tiến sĩ Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni cho rằng, nghiên cứu mô hình động lực đổi mới sáng tạo ở cấp quốc gia, địa phương hay ngành đều quan trọng. Với ngành kinh tế trọng điểm có tiềm năng phát triển, tạo ra lực lượng trong xã hội để tạo ra đột phá, có năng lực cạnh tranh cả trong ngắn hạn và dài hạn, đều rất cần có công cụ đánh giá đo lường cụ thể. Bà cho biết vào tháng 6, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học VinUni dưới sự hướng dẫn của giáo sư Sami Chadutta, cha đẻ Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu GII, đã có công bố về nghiên cứu đổi mới sáng tạo ngành. Báo cáo tạo cơ sở đầu tiên nhận sự ủng hộ của nhiều bộ ban ngành, cung cấp ý tưởng hỗ trợ về cơ sở khoa học, trong đó có sự bảo trợ chuyên môn từ Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm hướng tới sự hình thành dự án về bộ chỉ số đầu tiên tiếp cận theo ngành, khu vực. Tại Việt Nam đã triển khai bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu cấp quốc gia. Qua 8 năm triển khai với nhiều cải thiện về thứ hạng tăng 30 bậc, liên tục duy trì vị trí số 1 và 2 trong nhóm nước có thu nhập trung bình thấp, 2 năm gần đây chỉ đứng sau Ấn Độ. Hiện bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII cũng được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng. Theo đó, Việt Nam là quốc gia thứ tư triển khai bộ chỉ số này. Hiện Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia đang sử dụng hiệu quả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247 để không bỏ lỡ những thông tin thời sự mới nhất liên tục được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.